Ok nhá, xin chào thầy các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta sẽ đến với lại phần cuối. Cũng chưa chắc là phải phần cuối nhưng có thể sẽ là phần cuối của cái series về F175. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thì hôm nay nói chung là sau khi đã vô địch cái thứ xong linh tinh thì cũng chốt lại một số thứ. Sau đó thì cũng đi đăng thông báo bán nick. Thì ở đây hiện tại nick này bán thì dự kiến giá mong muốn sẽ là khoảng tầm 20 triệu. Nhưng mà như mình đã nói các bạn trước đây, cái giá mong muốn là chuyện người ta mong muốn. Còn thực tế các bạn mua được bao nhiêu có thể inbox trực tiếp qua mình. Link Facebook để phụ mô tả video. Đấy, các bạn thể thương lượng giá cả thêm bớt một chút xíu và cho nó hợp lý cho các bạn được. Để ta thu xếp nhau tìm một con số nào đó để có thể bán được. Kiểu vậy. Đấy thì mình mong đăng video bán cái nick này. Còn tất nhiên là series này thì cho các bạn xem khá là kỹ nick này rồi. Nhưng tuy nhiên trong video này ấy, đầu tiên là mình tổng kết nốt một số thứ Thạch đạt được trong cái ngày quay hôm nay, là cái ngày cuối của cái tuần sự kiện này. Cũng như là mình có chia sẻ một số cái dự kiến của nick này, để cho giả sử nếu bạn nào có mua nick này về, người ta có thể biết trước là cái tương lai chơi như nào. Bạn có thể chơi giống như kiểu mình đang định hướng, hoặc có thể chơi kiểu khác hay hoàn toàn nhé. Đấy tùy, đúng không? Hoặc có thể biết đâu nick này không ai mua, hoặc là vì lý do gì đó thì có thể là mình lại chơi tiếp bình thường ấy mà. Đấy, chẳng qua là điều là cứ đăng lên xem ai mua tiếp thì mua. Tại vì nếu có người mua tiếp phải nạp mạnh hơn nữa thì nó sẽ đi trở tăng trưởng nhanh hơn. Còn không thì lúc nhắc chơi thì từ từ nó sẽ lên tướng thôi, cũng không vấn đề lắm. Tại như mình cho các bạn xem đấy, ta có sẵn mấy hộp 70 rồi mà. Bao giờ đủ nguyên liệu thì lên tướng thôi, nó cũng không vấn đề gì nhiều, đúng không? Và đặc biệt là server mới thì nó cũng không có nặng gánh gì quá lớn đâu. Còn bây giờ mình sẽ cho người đầu tiên là tổng kết một số thứ đạt được hôm nay trước. Sau đó thì cho người xem một số cái trải nghiệm khác sau. Nhưng mà nhấn mạnh một chút xíu là giá mong muốn là 20 triệu. Còn bạn có muốn thương lượng cái gì thêm hay muốn check thêm gì thì bảo mình. Để link Facebook mình ở phần mô tả video. Đấy. Và hy vọng sẽ có ai đó tiếp quản nó và đầu tư nó lên mạnh hơn nữa nhé. Mạnh hơn cả thời dưới thời của mình với chủ nick. Đấy. Và bây giờ đầu tiên này là top 1 tật thì auto ăn rồi, đúng không? Mình thấy bỏ cách khá là xa không? Mình ăn xong top 1 tật rồi nhé. Ở đây chỗ thương thành ấy đổi thêm ít điểm thì chắc là đổi thêm trái kinh nghiệm thôi. Thế này nó ít quá đổi thêm trái kinh nghiệm. Để hỗ trợ kinh nghiệm búp lên tí, dư tí đổi tí cái khắc ấn. Sau bên này đổi tí cái thủy tinh rồi sao? Để giải quyết qua tí cho nó gọn gọn. Nhiệm vụ các thứ tinh mình cũng làm cho nick này tương đối nhé. Cái này cấp 17 nhé, và đã mua cho bạn ở đây là bạn mua về và chỉ làm nốt nhiệm vụ thôi. Tại mình đã mua sẵn cho bạn là cái nhật ký hành trình rồi, đúng không? Đấy tương đối như vậy. Tiếp tục ở đây xem qua cái gì nhỉ, để xem nâng cái gì nâng thì nâng lên tí nhé. Ở đây mình hôm nay mình cũng vô địch, hôm nay là trong cái ngày vô địch nên nó phát cái quà đi server. Cái quà này cho cái server của nhà vô địch. Thì ở đây mình vô địch được cái vương giả chiến rồi, trong video trước tôi cho các bạn xem đấy, là đã vô địch được cái vương giả chiến rồi. Ở đây có hơi tiếc một chút xíu ấy là cái buổi chiều hôm nay ấy, là cái buổi chiều hôm đánh cái này này là mình phải đi làm nên mình không gỡ đồ các bạn được. Tại vì ở đây mà để ý là trong cái đại hải trình ấy, người ta đánh tận 4 trận nên thành ra trên thế giới đánh có 3 trận. Như vậy thì nếu giả sử mình online thì buổi chiều nay thì mình có thể tháo đồ các bạn khiêu chiến quán quân cho dễ hơn, nhưng mà do mình đi làm mình không tháo đồ được nên dẫn đến việc là các bạn phải khiêu chiến đón quân với sức mạnh cao nhất của nick này. Đấy, chỉ lưu ý một cái đấy tí thôi. Đấy, tôi quay ở đây tí là nói chung là hôm nay khoe các bạn chút xíu là vô địch được rồi. Còn khiêu chiến quán quân chắc ngày mai cho khiêu chiến thôi. Ngày mai bắt đầu mở khiêu chiến thì không biết mình có đánh được chính mình hay không ấy, tại nhiều khi nó cũng khó đó. Nhưng tại vì hôm nay là để full đồ mà. Nhưng thôi tuy nhiên là thôi các bạn thông cảm chứ, vậy do đi làm nó không tháo được đồ nhé. Tiếp tục nữa là bên cạnh đó nữa, ở đây thì bạn ở đây mình sẽ có một chút xíu ở trong server hiện tại về mặt xếp hạng linh tinh các thứ ấy, thì loanh quanh cũng là top 1, nhưng mà tuy nhiên là ở đây thì hiện tại thực lực thì mình đánh giá là chỉ ngang ngang top 2, thậm chí đôi khi vẫn thua một tí xíu nhé, tại vì nó giảm vẫn phải hoàn thiện thêm một số thứ nữa. Nên ví dụ ở đây xếp hạng đẳng cấp thì do mình lên cấp đầu tiên thì mình lên cấp 200 thì mình top 1 thôi, chứ bản chất thì cũng chẳng vấn đề gì, đúng không? Tỷ thí thì vẫn có thể đánh được bạn Chu Du, đánh lúc thắng lúc thua. Ở đôi khi mình cảm giác như là nhiều khi đánh sau cảm giác là lợi hơn đánh trước, ví dụ thế thì đánh sau thì mình thắng. Đánh lên thì không biết thắng không. Đánh nhiều spam nhiều khi rất là hay thua, nhưng đánh nhiều lần sẽ có lần thắng đây, đánh lần thứ hai thắng này. Tức là nhiều tại trong cái thời buổi này bạn thấy là ví dụ ở đây gần nhất 4 lần nhá, thì Chu Du đánh mình thua một phát, Chu Du đánh phát thứ hai thắng, mình đánh Chu Du phát đầu thua, phát thứ hai mình thắng, nó hên xui đó. Để ra nói chung là mặc dù về mặt lực chiến, về mặt level linh tinh cái thứ mình là top 1, nhưng mà bản chất ấy nó cũng như kiểu top 2 thôi. Thậm chí đôi khi mình cảm giác là lép vế một chút xíu do mình bỏ con búp, đúng không? Nhưng tuy nhiên vẫn sẽ có những cái khắc phục khác nếu bạn đầu tư tiếp lên được và cải thiện được. Thì tại vì ra mình đã định hướng thế này có thể lên cả Ino mà, nên ra có những cái có thể điều chỉnh thêm được. Nhưng quan trọng nhất một điều là ta có xử lý được không thôi, quan trọng là có đầu tư hay không thôi. Và thường người mua nick này về chắc sẽ đầu tư tiếp thôi. Tiếp tục ở đây nữa, ở đây là mình sẽ cho các bạn xem qua một tí xíu là chỗ những cái tài nguyên đang có thì dùng được cái gì dùng luôn. Đầu tiên có những dọn dẹp túi đồ luôn, nhưng mấy cái túi này sẽ mở luôn nhé, cho nó rộng rãi một chút xíu đã, để cho cái bạn nào có mua nick về trông nó đỡ bừa. Cho dọn dẹp thêm một chút xíu. Ở đây thì nick thì trong quá trình mà chờ bán thì nick vẫn mình vẫn chăm bình thường thôi. Thậm chí là nếu giả sử như mà chờ lâu quá không ai mua thì khéo lại nạp vào tí. Tại vì thực ra đây không phải là đầu tiên tính nghỉ game mà bán nick. Thời qua lần trước là tính nhưng mà chưa làm, còn lần này là làm.
Tại vì có đợt trước trong bạn theo dõi series đã có một lần tưởng dừng game rồi. Nên lúc đấy đã tưởng dừng game, đúng là lúc đấy là lúc mà sẽ quyết định là đang bán với Linh Tinh ấy. Nhưng về sau cố gắng lại níu kéo thêm thời gian nữa. Thì đợt này thấy cảm giác vất vả quá, có lẽ nó lại đi bán lần này thì làm thật. Lần này làm thật là sẽ đang bán thật. Còn tất nhiên là có ai mua không hoặc thứ Linh Tinh mình không biết. Không, chỉ đơn giản là đăng lên thì thôi. Còn ai mua thì mua, không mua thì cũng chả sao, thì không mua thì mình chơi thôi. Còn tất nhiên là cái vấn đề nạp được nhiều hay ít thì thế chưa biết được, thì cũng tùy. Tại như cái tuần này nếu bạn nào check trên cái sự kiện vòng quay thì bạn thấy điều nick này vẫn trong top 10 của sự kiện vòng quay đó. Tức là vẫn ăn mắc bình thường ấy mà. Hay đơn giản bây giờ bạn nhìn đây không thấy cái phản hồi đâu, tức vẫn ăn mắc bình thường. Tức là mặc dù khó khăn là khó khăn nhưng mà quá trình còn chơi thì vẫn đang duy trì nick tương đối. Chẳng qua bây giờ là bảo duy trì vậy thì vất vả quá thì thôi, thì trong lúc khó khăn này nếu mà có ai đó mà tiếp nối ở nick này thì tốt hơn. Nên quyết định là bán lại cho ai đó. Còn tất nhiên là còn không ai mua thì vẫn chơi tiếp bình thường. Đấy, mình chia sẻ với bạn chút như vậy nhé. Còn nick có cái gì cho các bạn xem hết rồi, thực ra cái series này quay bạn quá chi tiết thì còn gì nữa, đúng không? Thì ra nick có gì các bạn biết hết rồi. Thôi chỉ định hướng lại một số cái thứ mình đang định làm mà nếu giả sử bán nick này đi sẽ không làm được. Tại vì chưa chắc người chủ mới chơi mua nick này đã cần đến mình, đúng không? Mình xác định lần bán nick thì chưa chắc mình đã quay nick này tiếp. Nên ra mình bảo có thể đây sẽ là phần cuối. Tại vì nếu người mới mua thì mà người ta không có cần mình lắm, người ta tự chơi được thì để người ta tự chơi thôi. Còn mình sẽ về quay những nick khác, mình vẫn còn những nick khác đầu tư tiền rất nhiều. Nên ra mình không nhất thiết phải quay nick này. Còn nếu người ta cần mình mà người ta cho mình quay thì mình quay. Còn không thì hoặc người ta cần mình nhưng người ta bảo chơi nhưng mà không quay thì mình cũng không quay. Đấy, mình chỉ chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Nên thành ra là mình cũng không biết trước là tương lai series để còn chạy tiếp hay không. Có thể đây sẽ là phần cuối cùng. Mấy cái này cất vào trong kho, cái này mở luôn đi. Mấy cái túi này rất là phiền phức, để mở hết đi, dung hợp bớt cho rộng. Túi này toàn ra mấy cái quả cùi cùi ấy mà. Nói chung là mình bán cho các bạn nick này, bán là trên trạng thái là đỉnh cao nhé. Tức là vừa vô địch cái thứ xong, các thứ vẫn đang rất là mạnh trong server nhé. Chứ không phải bán khi mà suy thoái đâu. Đặc biệt là bạn thấy đấy, còn đang nạp đến tuần đến khi quyết định bán ấy, còn đang nạp đây này, đúng không? Và trong ví xu vẫn còn đủ xu để ăn thêm cái lễ bao nữa, đúng không? Để cho sai số một tí xíu ra. Tức là bạn chỉ gần như mua về chỉ cần ăn phản hồi tiếp thôi. Thì trong ví xu thì còn hơn 150 xu, 170 xu thì phải. Thì vẫn đủ ăn thêm một cái lễ bao nữa. Nên là nick này gần như duy trì nạp các bạn. Trừ cái đợt ngày xưa sự cố một lần mất 1-2 tuần không nạp ra ấy, thì gần như nạp rất là đều từ đầu đến cuối rồi đấy. Nên ra các bạn nào chơi tiếp là rất là tiện nhé. Chứ không phải là nick nó cùi quá rồi bắt đầu đem đi bán nhé. Mà nick bán trên đỉnh cao. Chẳng qua vì sự cố, vì thấy chủ nick cố mệt quá rồi. Nên mình cũng phải chia sẻ vậy. Nên là bạn nào tiếp nối được thì nó đỡ gánh hơn. Dung hợp tiếp vào đây này. Sao là quay kia dung hợp tí cái chỗ trái kinh nghiệm dư lại một chút xíu nhé. Này tiếp đây dung hợp dở trái con lo thì phải, dung hợp tiếp vào đây. Dùng qua hết tất cả những cái quà đi nhé. Cái danh hiệu này dư nhiều cất trong kho thôi. Tại vì cái này mình vô đi mình đứng top 1 quan thật khá nhiều. Cái này chọn cái để dã đi lấy thủy tinh thôi. Có hai túi trang sức thì hy vọng sẽ kích thêm chút thuộc tính. Ở đây hai túi trang sức, ở đây túi 7 sao ép nó sẽ cho mình cái bộ trang sức từ bóng đêm đến hoàng kim trương nhé. Bóng đêm đến hoàng kim trương. Đang dở bộ phong điêu. Sẽ lấy tiếp bộ phong điêu đi thêm hai món đi. Lấy tiếp từ cái tuyệt chiêu phòng với cái ma công nhé. Bộ phong điêu. Nó rất hay bị lag cái hiển thị. Tuyệt chiêu phòng này. Này chọn tiếp phong điêu tiếp. Lấy tiếp cái ma công. Mấy cái túi này dùng luôn đi. I'm not afraid.
Mấy cái này không dùng tới là sang bên bên cạnh nhé. Này cất trong kho, cái này cất trong kho này. Một đàn thì chắc là xác suất nó rủi ro cũng cao, thôi để đấy đã. Này 93 mảnh không biết có bậc thường có chưa, có bậc 1 nãy tuần này nạp phản hồi cho luôn có bậc 1 rồi, không biết có bậc thường sắp sắp đủ chưa. Bây giờ sang bên này tiếp này. Đây là thêm cái hộp chọn pet này. Hộp này xem qua tí cho chọn những cái pet gì con nào chưa có thì mình chọn. Cái hộp đấy là như chỉnh lý lên trên thì sao. Được thêm một cái áo choàng vệ vương mới, thứ để dạng mảnh đi cũng được. Bên này xem qua tí này. Này gần như hết đúng không? Cái gì ngon nhất ở phía trước rồi. Ở dưới này toàn quà thân mật thôi. Chui lên kia xem cái hộp chọn pet đây. Hộp này cho mình chọn các pet to đầu, con Richie bậc 1 này, con FRU 4 bậc 1 với con xe tăng bậc 1. Thế giờ mình phải kiểm tra xem cái con nào mình chưa có, đúng không? Bây giờ mình khó qua thì cái dàn pet thì đường sâu bạn xem dàn pet bậc 1 luôn. Để xem các ta có con gì chưa có, cái này tạm thời hủy đi nhé. Để chúng ta đi vào kiểm tra pet đã. Thế đây những con pet nick đang có này, đầu tiên những con này con thường nhé. Vịt Caro, sư tử Richie này, máy xúc Chopper này, cá chuồn này. Bên này có cá chuồn bậc 1 này, có con friend gì Fan Research này. Con này con kim sư tử bậc 1 này, con hoe này. Bên này có con hải mã bậc 1 này, con voi ma mút bậc 1 này, con này to quá chắn hết cả chữ luôn. Tiếp tục sang bên này tiếp là có con bạch mã bậc 1 này, có con rồng xanh bậc 1 này, có con tàu ngầm Chopper bậc 1 này, có con Billy bậc 1 này, có tiếp cái tàu máy bậc 1 này, có tiếp là Bon Chari bậc 1 này. Bên này có tiếp con Prometheus bậc 1 và cuối cùng con Hihimaru bậc 1. Tức là cả ba con vừa rồi như đều chưa có đúng không? Nhưng mà tuy nhiên là những con đấy hiện tại chưa có, nhưng mà trong này có cái con xe tăng, mình kiểm tra xe tăng thì như xe tăng ở nguồn chỗ khác có sao nhỉ? Tại vì các bạn để ghép con người máy Chopper ấy, để xem qua đi mấy cái shop nhé. Lâu lâu quên xử rồi. Ví dụ như là trong cái shop shop này có cái xe cẩu này. Còn shop bên này xem nó có con gì nào. Shop này là cái máy bay bậc 1 này không? Cái này thích đổi luôn thì cũng đổi được rồi. Có 50 mình có sẵn 50k điểm thì cái này dư điểm để đổi được không? Con này thích đổi thì đổi luôn được. Còn mình chưa đổi hay đổi lên tí cho lấy tí nhỉ. Coi con này như mình nhớ mà mình chưa có sao. Đổi đi. 50k điểm cũng rẻ, mình có hơn 500k điểm mà. Tại các bạn mình ít lên tướng S2 nên mình dư cái này nhiều. Đổi tí và lấy luôn, tăng chỉ số luôn cho đẹp. Tức là dưới cùng nhé. Cái này ghép với con người máy Chopper ấy. Tiếp tục có cái shop chiến trường nữa nhỉ. Shop chiến trường ở đây nó có con máy xúc bậc 1. Cũng 50k điểm đấy, 47 rồi. Cái này mình đi thêm một tí cái chiến trường nó gần đủ rồi. Cái này gần đủ đấy, nốt là được thêm cái máy xúc bậc 1 này. Tiếp tục nữa là sang tiếp bên này, cái shop Colosseum ở đây hiện tại thì từ đây cũng sâu điểm cho bạn xem luôn nhé. Đây là cho người xem điểm cái đấy. Có con tàu ngầm bậc 1. Con này những chưa có, mới có 30.000 điểm thì mình dùng luôn đi. À cái này có trùng rồi. Con này trùng rồi. Nhớ nhầm, tưởng cái này chưa có, cái này trùng rồi. Con này trùng rồi thì bạn để cống cây ác ma được nhé. Mình cất trong kho. Mình tưởng cái này chưa có mà nhớ nhầm đấy. Con voi này cũng có rồi đúng không? Con bậc 1 có rồi không dùng được nữa. Đây con này trùng rồi, cất trong kho này. Nick nạp đều quá nó dư con voi bậc 1 đấy. Đây ra nói chung nick này mình bán cho bạn nick này, nick nạp đều và có hẳn một series hoành tráng về nó để bạn có thể hiểu hết cái nick nó có cái gì. Thế rồi bây giờ tiếp tục còn cái gì nữa không nhỉ? Mình nhớ có cái nguồn nào nữa, kiếm thêm một số cái khác nữa thì lấy để ghép mình xem sắp sắp đủ chưa. Ở đây có bên này có cái con để ghép con robot Chopper mà hợp thể này. Hợp thể ở đây hiện tại thì con bậc thường thì có rất nhiều con chưa có, cái này kiếm dần dần sau. Nhưng mà con bậc 1 nó có 2/5. Nếu bây giờ mình lấy tiếp thì cái xe cẩu chắc là mình chưa có đâu. Tại vì cái xe cẩu thì mình chưa đua cây thì cái này chắc chưa có. Đua cây sẽ đủ này. Cái xe này thường lấy cho shop Strong War mà không biết có đủ không. Đấy là cái máy xúc ở đây. Vậy thì cái xe tăng Chopper không liên quan nhỉ. Thì tôi để cái túi đấy, bạn nào mua nick về chọn sau nhé. Tại giờ mình cũng chả biết nên chọn cái gì sớm. Tại vì các bạn từ sau xem, bạn xem nạp thẻ thiếu con nào chọn. Ví dụ thường xem con nào cho nạp thẻ không. Còn nếu mà soi mặt chỉ số ấy, thì con sư tử cho bạn chỉ số ở đây là 830. Với thiên phú nó tăng ở đây là khoảng tầm 0.06. Còn cái con bên này cho bạn là khoảng tầm 870. Thiên phú tăng khoảng tầm 0.06. Còn bên này nó tăng cho bạn là 940. Tăng cũng khoảng 0.06. Và như vậy nếu mà chọn ấy, chọn theo kiểu bình thường về lợi về chỉ số và chọn cái xe tăng nhé. Còn không thì bạn chọn cái kia, tốt nhất là bạn cứ chờ đi. Chờ xem về sau, ví dụ biết đâu bạn, vì con này ngày xưa mở random mấy cái hộp quà lẻ lẻ, đôi khi nó có thể xuất ra ấy. Biết đâu mà ra là con này rồi thì bạn không cần phải chọn nó nữa. Ở đây bây giờ mình không biết là tương lai mình ra chúng con nào trước, nên tạm thời cái này cứ để đấy đã. Về sau bạn chọn sau nhé, để tăng chỉ số sau. Còn xem cái chỗ cho vua xem có nhiều điểm không, có đổi được cái con máy khoan không. Mình nhớ trong máy khoan thì trong này. Trong này là mới phần thưởng, có cái con máy khoan bậc 1 trong này. Nhưng còn tất nhiên là làm mới có ra không thì không biết nhé. Làm mới thử tí xíu nhé. Được cái bộ trang sức dẫn hồn đây à.
Cái dẫn hồn đây mà mất có 75.000 điểm thì xem có dẫn hồn đủ chưa, không lấy kích cho nhanh cũng được. Còn không cái nạp thẻ đều cho túi chọn trang sức cũng được. Mà đây mình xem qua tí thì dẫn hồn như đủ rồi chứ. Dẫn hồn đủ rồi thôi, mới bỏ qua đi tìm cái máy khoan cho nó ra không nhé. Không ra thì thôi nhé. Không ra bạn kiếm dần được. Này không có không? Là mới lên phát nữa, vẫn không ra. Cái này mình không biết chính xác cái điểm đổi bao nhiêu, hiện tại ít điểm, cái này đi trong vua đủ điểm thì bạn đổi thôi. Cái đấy không vấn đề nhé. Thế nói chung là cái túi kia mình sẽ chưa chọn sớm. Ở đây hiện tại mình đang nằm trong công hội ba quốc nhé. Tức là tam quốc ấy, thì trong cái công hội này đây hiện tại thì bạn thấy được cái là một trong cái công hội server mới thuộc dạng mạnh nhé. Tại vì nhất là bạn thấy là cũng đánh khá là hoành tráng không? Được cái dàn khoảng tầm 15 nick đầu, còn dàn sau thì cơ bản nó on bập bõm lắm. Được cái dàn đầu được 15 nick. Ở trong cái công hội chiến vừa rồi, nhớ cái mùa vừa rồi đánh cũng khá là hoành tráng. Đánh ở đây trong chỗ công hội chiến đánh vào tận chung kết đúng không? Đây và xem quán quân này, xong vào xem cái đội hình vừa rồi này. Thì đã có video quay bạn xem quá trình đấy, thì đánh vào đến trận chung kết, thua trận chung kết đúng không? Nhưng nói chung về cơ bản có một cái hội mạnh, tại vì các bạn đã có top chơi đều. Đặc biệt là server này các bạn top 2, bạn chu du cũng khá là khỏe nhé. Nên ra nếu bạn là mua về hai bạn song hành cùng nhau được sẽ tiện. Còn lại các top 3 trở xuống ngày nào có thể ít hơn, nhưng mà hai được hai top đầu nạp nhiều. Nên ra nó sẽ tợ cho các bạn đua các giải đấu. Tiếp tục và hiện tại server nó hòa bình nên các top đi cùng nhau, nên ra cũng tiện cho các bạn đi luôn. Tiếp tục nữa ở đây là xem tiếp chỗ tinh bản. Tinh bản đây hiện tại thì mình cứ nâng tinh bản thiên phú, bạn nào không ưa tinh bản thiên phú có thể gỡ ra nâng tinh bản chính được nhé. Tại vì đó là mình chọn cái này từ trước, mình đang nâng tinh bản Ariel. Còn bạn thích và không thích thì bạn có thể gỡ ra bạn nâng một tinh bản chính tùy bạn. Tiếp tục nữa ở đây là tinh linh thì đang sử dụng ở đây là có 3 con Kabu với 2 con Masari. Ngoài ra mình có dư một số con tinh linh ở sau mình chưa dùng tới, căn bản mình xác định là nạp thì cứ lấy từ Kabu trở lên, hoặc không thể lấy tinh linh Sunny, nên thành ra hiện tại là mình sẽ không có dùng con kia. Và nhớ trước có con dư con Leo sẽ thấp hơn Kabu nhưng mà nó sẽ cao hơn con Masari, nhưng mà mình vì nick hay nạp đều quá dẫn đến việc là nó sẽ nhanh chóng đủ những con tinh linh này. Có tinh linh Kabu sẽ nhanh đủ ấy, nên ra mình không dùng con Leo, tại vì vứt vào đây rồi sau rất lấy ra không được ấy, kiểu vậy. Còn nếu bạn nào mua nick về xác định không nạp nhiều thì thôi dùng con Leo, còn nếu bạn xác định vẫn nạp được thì cứ chờ con Kabu mà dùng thôi, kiểu vậy. Thì đấy là chỗ đấy tí, còn chỗ tiếp theo là chỗ pet này, sử dụng ở đây là con Neko Mamushi và pet phụ ở đây sử dụng ở đây là cái này nó chật trội quá nhỉ. Ghét nhất cái chỗ pet này là nhiều khi nó chắn quá. Mình thích để nhiều pet cho đẹp, rồi sau này hơi vướng chỗ. Pet phụ ở đây hiện tại đang sử dụng là con Carrot Nguyệt Sư nhé. Ở đây pet phụ thực ra là có thể kiếm được thêm con pet mới. Ở đây mình quay video này trong cái trước cái đợt điều chỉnh quà của tích lũy tiêu hao vàng, nên ra mình chưa biết là tiêu hao vàng sẽ thay đổi như nào. Còn với cái tiêu hao vàng ngày xưa ấy, thì bạn chỉ cần tiêu thêm một chút nữa đủ, vì đây mình đã có sẵn 70 mảnh hộp chọn rồi. Thì mảnh này cho bạn chọn một trong hai con pet là con Neko Mamushi hoặc là con pet King Bao Um. Thì con Neko Mamushi là tượng trưng cho pet chính, còn con King Bao Um là pet phụ. Đấy thì nếu mà bạn nào kiểu chơi cái kiểu tiêu vàng đều ấy, thì bạn chả mấy chốc sẽ kiếm thêm 30 mảnh nữa thôi. Và có thêm 3 mảnh nữa bạn để chọn nốt con King Bao Um là có pet phụ mới nhé. Còn đây hiện tại đang dùng là Carrot Nguyệt Sư và con Neko Mamushi. Là con Neko Mamushi lấy trong cái túi kiểu này. Đấy, tại vì tiêu vàng đều nó cho nên tội gì không dùng. Trong cái đấu trường pet ở đây hiện tại thì vẫn đang lè tèo một tí, vì đây là server mới, đấu trường pet nó hơi khó bon chen. Nên đang cho anh khoảng tầm 500-600, tại mình dồn tài nguyên nâng cấp đánh bên ngoài nên trên này không có nâng nhiều. Nhưng thực ra có khá nhiều túi đan pet ở đây, chẳng qua mình đang do dự một chút xí mình chưa có dùng. Ở đây bạn thấy là có những cái túi ở đây chỗ nào nhỉ? Chỗ này. Đây có những cái túi nguyên liệu này. Tại mình đang hơi lăn tăn đến việc là nên dùng chọn cái mảnh đột phá đan để về sau đủ cấp để đột phá luôn, hay là cứ chọn cái chỗ thuần thú đan trước để nâng level trước rồi sau đột phá sau. Thì đấy mình chưa quyết định nên mình cứ để nguyên dạng túi. Bạn nào vào tự quyết định theo ý của các bạn nhé. Mình hơi do dự cái đấy tí nên mình chưa có chọn. Tiếp tục nữa ở đây là đang dò ngược tí là cờ cho người xem lượng cờ nick có nhé. Đây những cái cờ cơ bản, số lượng như này các bạn thể dừng hình lại để xem, hoặc là xem tổng chỉ số cho nhanh cũng được. Còn bên này những cái cờ xịn hơn này. Thế nói chung là nhìn cái cờ bạn biết là cũng ăn khá nhiều phản hồi mắc nữa, có nhiều cái cờ kiểu này. Chứ còn bình thường không mắc thì không có nhiều đâu. Đấy. Tiếp tục nữa ở đây nữa là cái lực thì hiện tại vẫn đang mua tương đối nhiều các bạn nhé. Lực thì trung tích được. Nhưng mà tuy nhiên là vì xác định là bán nick nên là tạm thời giai đoạn tới là sẽ không mua nhiều lực, mà chủ yếu mình sẽ mua thiên về cái bánh mì thôi. Còn cái mì nước vàng thời mình sẽ không mua. Còn bạn nào về mua tiếp và mắc thì tốt. Còn không, tại vì hiện tại giờ vàng chỉ bằng vây. Mình còn khoảng 400k vàng với khoảng tầm 150 xu chưa đổi, tức là thêm 150k vàng nữa, tức là tổng hơn 500k vàng. Nên thành ra nếu giả sử như là xác định bán nick thì mình cũng phải hạn chế mua một tí xíu. Để nhỡ không ai mua thì mình còn có thể chơi tiếp được. Để mình tích lại 10 quỹ.
Còn tất nhiên là cũng xác định tinh thần rồi, không ai mua ấy, thì lúc nào ra quỹ hải tặc lại nạp một tí vào lên ăn quỹ hải tặc. Chẳng qua là sao, không mắc đều như xưa, nên thành ra mới bán đi xem bạn nào mua được thì mua, và không mua còn gần để cho các người nạp đều nó sẽ mạnh hơn. Tại vì giờ chủ nick cũng đang kiểu nó nhiều khi cũng lung tung ấy, thành ra nhiều khi cố quá cũng mệt, nên kiểu vậy thì kiếm người mới vào nạp tiếp cho nó ok. Đó. Chứ còn thực không thì hai mình cũng hay nói các bạn ấy, nếu mà nick này để lâu quá thì kéo mình là thằng nạp. Quan trọng bây giờ mình chưa có tiền, chứ còn khó mình cũng chiến lên được. Chẳng qua giờ chủ yếu là muốn tìm cái người có thể chơi được tiếp. Đầu tiên là mua nick, thì thường cái người mua được nick tầm này ấy, thì thường người ta sẽ nạp được tiền để cho cái nick nó mạnh luôn, tiếp luôn, cho nó đang ở cái vị thế cao, đỡ bị thọt xuống ấy. Còn bây giờ cứ cố gắng giữ khư khư cái nick, xong rồi nhiều khi tuần nạp tuần không ấy, thì nhiều khi nó không tối ưu lắm. Thế là cần người như thế. Thế thì ra bảo là giá mong muốn là 20 triệu, nhưng mà đôi khi các bạn thiện chí một tí xíu để fix xuống một tí cũng được. Quan trọng nhất là tìm cái người nạp thẻ vào ấy. Còn thứ hai là nick ở đỉnh cao thì cũng không muốn bán quá rẻ, nhưng mà cũng không nhất thiết phải bán quá cao như thế. Chẳng qua là cái giá mong muốn như thế, ai mua được thế thì tốt, còn nếu không mua được thì giảm bớt tí cũng được. Nhưng quan trọng các bạn thương lượng bao nhiêu thì inbox cho mình để mình hỏi chủ nick xem có ok hay không, đúng không, kiểu vậy. Còn trọng tâm nhất là vẫn muốn có người nạp thẻ một tí xíu. Tiếp tục nữa, ở đây là cái mạ vàng. Thì đây nói chung là mình cũng đã mạ trong video trước, vẫn thấy là mình đang dồn cho con kinh khá là nhiều thôi, chứ còn những con khác mình cũng chưa mạ nhiều. Thì căn bản hiện tại team thì tại kinh là chủ lực, còn bên này Yamato tinh tinh thế này, hay bên này tiếp là mấy con main thì cũng phèn phèn thôi. Nói chủ yếu là con kinh là khỏe thôi, còn mấy con kia thì cũng yếu yếu thôi, thì server mới chỉ dồn được một con mà. Khắc ấn ở đây hiện tại mình đang để dành một chút khắc ấn, để mình sợ về sau chuyển sang chơi con Ino ấy, thì có thể đấy mình lại cần khắc cái viên này lên nhiều. Còn bây giờ hiện tại do mình chưa lên Ino thì mình chưa biết được, không biết là cái người chơi mới người ta có quay xe lên con Ben Batman bỏ con Ino hay không, kiểu vậy. Nên tạm thời giai đoạn này là mình cứ tạm thời là để nguyên cái đá khắc ấn bên ngoài không dùng tới, cũng không có nhiều, nó chỉ có chút xíu thôi. Còn lại khắc là chủ yếu ngày xưa vẫn là con khắc cái viên công là chính thôi, công với máu là chính, còn thủ cũng không khắc nhiều, chủ yếu là công với máu nữa. Đây con lo này nhé, với con mê về sau sẽ cái viên đấy sẽ dùng cho con Ino. Tiếp tục nữa là chỗ nguyên tố ở đây hiện tại thì cũng đã lên được tương đối nguyên tố, nhưng mà tuy nhiên là chưa max level, tại vì căn bản bây giờ max level chỉ có mua kinh nghiệm và hơi tốn vàng, thì đợt này chưa đầu tư vào cái này lắm. Thì bạn nào mua về đầu tư tiếp cái nguyên tố lên nhé, vì đã lấy được nguyên tố mới này, mình đã có sẵn cái viên này nguyên tố mới nộ của tuyệt chiêu này. Bên Yamato thì đang không bỏ để cho căn nộ cho dễ, còn lo thì mình đang dùng nguyên tố nộ cho ma công này. Còn bên bên này có con gì nhỉ, con chỗ nào, con Oden nhé. Oden là để cái viên này viên nộ cho vật công, tại vì đơn giản hiện tại chưa có tướng vật công, vứt con men nó phế quá vứt tạo cho Oden đấy. Tức là mình đã cho được mỗi loại đam một nguyên tố mới nhất rồi, nhưng có cái khó chút là chưa nâng được level, thì bạn nào mua cái nick này về quán nâng tiếp level lên nhé. Còn mua khi nào nâng level khi nào thì khi nào bạn cảm giác là vàng bạn dư giả thì bạn nâng, kiểu vậy thôi. Tiếp tục nữa là sang bên này, tiếp ở đây nữa là đỗ Haki. Thì Haki đây mình tích sẵn Haki rồi, cái này đã đủ cho bạn lên tướng này, bạn lên Ino cũng đủ, bạn lên con Ben Batman cũng đủ nhé. Quan trọng là bạn chọn lên con nào. Còn tại Haki đã tích sẵn cho các bạn rồi. Còn cái Haki cao cấp thì chưa đủ lắm, nhưng bạn có thể đổi được. Ví dụ Haki cao cấp ở đây hiện tại chỗ này xem nào. Haki cao cấp hiện tại thực có mình nó có 66 viên ảnh sát nhé. Hỏa sát với long sát có thể đổi thông qua điểm tầm bảo chế đồ được, nên cơ bản sẽ coi như là 66. Còn nếu bạn cần nhiều hơn nữa thì bạn phải, một là bạn mua trong shop thần bí, vì thường đầu tuần sẽ bán. Ngày đầu tiên sẽ bán viên ảnh sát đầu tiên, ngày thứ hai nó sẽ bán bạn viên hỏa sát, ngày thứ ba bán viên long sát, có thể bỏ ra vàng mua thêm. Hoặc không thì bạn, nếu bạn dư nạp đều dư nhiều xu, dùng cái xu random cũng được. Hoặc không cứ từ từ nó sẽ đủ, vì từ giờ lúc mà bạn đủ nguyên liệu lên tướng ấy thì 99% là đủ Haki rồi. Nên gần như Haki coi như đã đủ rồi đấy. Tiếp tục nữa ở đây là cái gì nhỉ, Haki rồi, mình xem là tính năng hải hồn đấy. Hiện tại mình đang gần được cái cung Jin Takara rồi, đúng không, là cái kỹ năng về tuyệt chiêu, cái kỹ năng nộ. Tuy nhiên cái này giai đoạn này con mê cũng chưa quan trọng ở đấy lắm đâu. Đây mình nâng thêm một tí này. Giai đoạn này mê này nâng cải thiện chỉ số tí cho vui, chứ hiện tại giai đoạn này khi các người chơi lên siêu tướng rồi thì gần như là con mê nó không sống được đâu. Tiếp tục nữa ở đây là xem tiếp nè, đấu trường cái thứ linh tinh cái này không quan tâm lắm. Rồi bây giờ cho người xem cái điểm một số cái shop nhé. Thì đầu tiên là shop Wano, cái shop mình hay dùng để đổi tướng chính có hơn 600k điểm. Mà đây mình đã lên hai con siêu tướng đợt vừa rồi nhưng vẫn còn hơn 600k điểm, để minh chứng một điều là nạp rất đều, đúng không? Đây, rồi bây giờ cái điểm này tiếp theo đấy, bây giờ xem bạn lên con gì. Ví dụ bạn lên Ino, nếu bạn lên Ino thì bạn sẽ phải tiêu điểm vào cái đinh ba này, thì sẽ được khoảng tầm chỗ này là sẵn cho bạn khoảng tầm 57 mảnh rồi. Còn nếu mà bạn lên con Ben Batman để đổi cái cờ hải tặc thì được khoảng tầm 52 mảnh rồi. Còn thiếu một nửa nữa, thì thực ra cái nửa đấy còn lại bạn có thể lấy qua cái shop cây ác ma.
ở đây do nick này mình định hướng là tích cái điểm chiêu mộ để cái gì đua cây ác ma, nhưng mà do lại dừng chơi sớm một tí xíu, thực ra chưa hẳn đã dừng chơi, nhưng mà vẫn nói câu chuyện là nếu bán được thì mới dừng chơi, còn không ai mua thì vẫn chơi tiếp thôi. Đấy thì nếu giả sử bán được dừng chơi ấy, thì như vậy thì cái đấy không biết được, cái thành ra là ở cái nguyện vọng của nick này lúc mà để cái chỗ shop cây ác ma không sâu các bạn xem ấy, là nguyện vọng để cái điểm chiêu mộ để đua cây ác ma. Đấy, thành ra các bạn hình dung như vậy, thành ra mình không sâu điểm các bạn xem. Còn cái điểm chiêu mộ này nếu bạn hy sinh không đua cây ác ma thì nó đủ cho bạn lên được cái cờ của con Batman, hoặc là lên được cái đinh ba của con Ino thoải mái nhé, thậm chí là dư ấy, tại vì cái điểm mình tích rất là nhiều nhé, tích rất là nhiều, gần như không dùng mấy. Đấy thì bạn chú ý vấn đề như thế. Tiếp tục nữa ở đây là tiếp đến cái shop tiếp theo là shop tàu chiến. Shop tàu chiến hãy cho bạn xem đấy, hơn 500k điểm không? Thì nói chung nếu bạn nào mua về cày chay thì lên tướng S2 vô tư vì điểm rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên chả ai mua về cày chay đâu, lên tiếp tướng thôi đúng không? Thì cho mọi người xem qua biết tí điểm này thôi. Còn shop Colosseum ở đây thì cũng có khá khá điểm, cũng gần triệu điểm đấy, dùng mất ít đúng không? Gần triệu điểm nó rất là nhiều. Nói chung vì các bạn nick mấy cái nick lên siêu tướng nhiều ấy thì thường các tài nguyên phụ ấy, những cái shop phụ ấy, nó lại dư rất là nhiều. Vì không dùng đến thì nó dư nhiều thôi. Còn lại những cái khác thì không có gì nhé. Cái đấy bỏ qua hết này, còn gì nữa không nhỉ? Mấy cái chỗ này không quan tâm lắm. Ở đây vàng hiện tại thì chỉ còn có khoảng 400k vàng, chắc là nick theo chủ trương là cứ nạp vào lại mua thôi. Nên rồi mình luôn mua lực nhiều mà. Nên cái chuyện là vàng nó không dư giả là chuyện bình thường nhé. Tại vì nick là nick theo kiểu là mua mắc lực. Đấy kiểu vậy. Còn tất nhiên là hôm nay mình chỉ mua mỗi cái chỗ mắc lực ở chỗ bánh mì, mình không mua cái chỗ mì nước vàng, tại vì các bạn xác định là cũng đang không dạng thời là xem có bán nick không nữa thì có thể không đầu tư vàng đúng không, nên ra phải tiết kiệm vàng tí xíu để tính toán tiếp. Còn thường sẽ cố gắng mua cái bánh mì, nếu mà chơi tiếp thì cố gắng mua bánh mì, còn lúc nào giàu có thì mua cả mì nước vàng, tùy thôi. Nói chung là lực cũng đang tích được rất là nhiều, tại vì hôm nay mới chính thức, hôm nay mình quay video là ngày 15 tháng 5, đúng rồi, ngày 15 tháng 5 mới chính thức là dừng mua mì nước vàng nhé. Còn hôm qua các thứ vẫn đang mua bình thường, tức là bắt đầu với dừng ngày đầu tiên và ngày mai lên video luôn. Thì nếu có người mua tiếp luôn ấy thì các bạn lại mua mắc luôn thôi chứ có cái gì đâu, đúng không? Và quan trọng cái mức độ chịu chơi của người mua nick thôi. Đấy. Tiếp tục nữa ở đây còn gì nữa không nhỉ? Đây có một số cái nữa lưu ý các bạn chút xíu này. Ở chỗ này cái chỗ vấn đề lên tướng nhé. Thì tại sao mình bảo nó có thể lên con Ino thì mình chia sẻ với bạn chút xíu chỗ này nhé. Bạn để ý cho mình chút cái chỗ bên chỗ đồng đội này. Thì ở đây bạn kéo dưới đây bạn thấy ở đấy là chỗ đến chỗ Zoro này. Thì bạn có thể thấy mình coi con Zoro ở đây một điểm kỳ dị. Ở đây tức là sao? Bạn ý là hầu như tất cả những cái hộp này ấy, nó sẽ đều dính đến một cái vật phẩm trong sự kiện đặc biệt. Ví dụ như là con Tesoro dính đến cái trá quỷ trong sự kiện đặc biệt này, hay con Uta dính đến cái huy hiệu trong sự kiện đặc biệt này. Tất nhiên có một số nguồn khác hiểu Grand Line tinh tinh nhé, nhưng mình nói nó dính đến sự kiện đặc biệt. Đấy. Hay tiếp tục ở đây là con Yamato dính đến cái nhật ký này trong sự kiện đặc biệt, hay con King dính cái ngọn lửa trong sự kiện đặc biệt không? Nhưng mà riêng cái con Zoro này nó không dính gì trong sự kiện đặc biệt cả. Cái thứ hai phải để ý một chút xíu là đa số con này đổi mất xu, riêng con Zoro không mất xu. Nên thì ra mình coi con Zoro là một điểm kỳ dị. Ở đây khi mình lấy con King nữa có sẵn ba dấu nhé, ba dấu để sẵn trong này. Mình để sẵn ba dấu trong này. Đây có sẵn ba con dấu nhé. Với ba con dấu này ở đây ấy, thì hoàn toàn có thể rút cho bạn ra. Bạn có thể toàn để đi tắt được con dấu bằng cách là dùng con Zoro. Mình coi con Zoro là cái nguyên liệu để đi tắt dấu. Ở đây ấn lại chỗ đồng đội. Đúng không? Thì khi bạn nạp thẻ, nick này xác định lên tướng chắc phải nạp thẻ đúng không? Thì khi bạn nạp thẻ không? Thì chắc chắn là bạn sẽ đủ nốt được cái la bàn, hoặc bạn quy đổi sang đủ luôn thôi. Chẳng qua muốn chưa gấp lắm thì chưa cần đổi vội. Nhưng đại khái là nạp thẻ bạn sẽ kiếm được nguyên liệu này. Và bạn có sẵn ba con dấu từ lúc lấy con King rồi, tới việc bạn thể lấy cái hộp này ngay lập tức mà khác hẳn con khác, là không tốn xu, cũng không phải dính đến sự kiện đặc biệt. Nên ra tự nhiên phải có cái hộp này không, thì cái hộp này cho bạn 4 con dấu. Để giống như kiểu là đây là cách để bạn lên nhanh con dấu nhé. Đó là do vì sao bảo bạn không lên Zoro. Còn nếu mình lên Zoro ấy, mình sẽ tốn rất nhiều haki này, sau đó mình lại mất một đống tài nguyên vì đang mất đi cái lợi thế này. Tại vì nếu mình lên Zoro ấy, mình lại phải nâng cái thứ khác nữa. Đây, nếu là lên Zoro mình lại phải tốn thêm một cái kiếm ở đây này, lấy cái lệnh triệu tập kia mất thêm xu nữa để lên được cái kiếm này lên Zoro, đúng không? Thì thay vì đó mình không lên Zoro, mình chỉ đổi lấy một cái hộp này thôi, lấy hộp này lấy 4 con dấu thôi để mình đi tắt con tiếp theo, nó sẽ lời cho mình rất là nhiều. Đấy là chỉ với bạn nào định mua nick này về chơi đấy, và không bạn thích Zoro bạn lên cũng được thôi, nhưng bạn sẽ phải nâng rất nhiều lần haki và mất thêm rất nhiều xu, nó quan trọng là vấn đề đấy. Và khi mình chỉ lấy cái hộp này không ý, thì mình chỉ mất mỗi dấu đã có sẵn từ con King và cái nguyên liệu này nạp nó sẽ cho. Thế tự nhiên về mình được cái lệnh triệu tập Zoro và con dấu chính phủ là 4 con dấu. Thế về sau bạn lên là hết tướng kịp meta rồi, bạn quay lên Zoro sau cũng được mà, cần gì lên gấp đúng không? Nên là đây cách bạn lên là 4 con dấu. Và khi mình có 4 con dấu như vậy cộng với việc là cái nhật ký này, nó sẽ giúp cho mình kiếm được thêm chỗ này. Đây chỗ bên này đây, chỗ này có dấu này 30 dấu đúng không? Mà bây giờ mình cứ tính sơ, vì sao mình bảo các bạn khoảng tầm 2 tháng đúng không? Thì trong 2 tháng đó ấy, mình có thể ăn được ít nhất là 2 nhật ký, 1 nhật ký là 1 tháng mà. Thì mỗi nhật ký là 30 con dấu, 30 là 60 dấu rồi đúng không? 60 dấu với hình như mình còn một cái túi ở đây chưa mở này. Trong này còn túi này nữa. Đây cái túi này. Túi này sẽ cho mình chọn. Để mình lôi ra ngoài cho mình nhìn nhé.
Nó cho phép mình chọn dây 10 dấu này, đúng không? Thế mình có khoảng tầm 70 dấu. Đấy. Thì với 70 dấu này trong một khoảng thời gian khoảng tầm 2 tháng hoặc hơn 2 tháng một chút xíu, mình đi Grand Line cho mình nạp thẻ linh tinh, nó sẽ cho mình những cái này, những cái túi này, túi random này, hay là cái túi này như không biết có không, mình quên mất quà chưa check, nhưng mà có túi này. Đấy, thì hai cái túi này, hai túi mình kiếm dấu chính này, thì hơn 2 tháng mình hy vọng sẽ random được nước số dấu còn lại. Còn nếu trường hợp mình không random được nước số dấu còn lại, mình mua thêm một tháng quỹ nữa là mình sẽ có được tổng cộng là 100 dấu. Tại vì mỗi một cái nhật ký nó sẽ là 30 dấu đúng không? Thì 3 nhật ký là 90 dấu, với một cái hộp kia là 100 dấu. Đấy, nói chung đại khái là mình sẽ đi lên được đủ cái dấu để lên con Ino với mức độ là 5 dấu. Thì 4 dấu lấy qua con Zoro là quy đổi từ 3 dấu con King và nguyên liệu lên được 4 dấu của con Zoro. Lấy 4 dấu Zoro cộng với một cái dấu lấy từ cái các cái sự kiện kia là ram đường thứ linh tinh là 5 dấu là mình lên con Ino sớm. Và mình đã có sẵn cái hộp ở đây rồi. Mình đã có sẵn hai cái hộp hai hộp đặc biệt, hai hộp 35 đây rồi. Nên bạn có thể lên mà trước sự kiện 2/9 hoàn toàn có thể lên được. Còn nhanh hay chậm nó tùy xem là quà phản hồi cho nhiều không, bạn nạp đủ hay không thứ linh tinh. Đây là bạn sẽ lên được sớm. Cũng như độ may mắn thì bạn ram đừng có dấu nữa. Đấy thì nó ra hoàn toàn có thể lên được con Ino nhé. Và khi mình lên Ino như vậy thì hoàn toàn sự kiện 2/9 ấy, bạn có thể lên được con Bebeme đúng không? Còn nếu bạn lầy lội hơn tí nữa ấy, bạn hoàn toàn có thể kiên nhẫn hơn chút xíu, bạn không lên con Ino. Vì cái hộp này có thể lên được con Bebeme cho hộp này. Hôm nay phải chọn em nhé. Bạn đi skip con Ino đi. Bạn cố gắng tích thêm một chút xíu nữa. Vì thực ra cứ chơi linh tinh thì vẫn sẽ kiếm thêm dấu mà. Bạn cố gắng mình nhịn thêm một chút nữa đi. Chờ bao giờ random đủ hoặc là mua đủ số nhật ký. Bây giờ cái nhật ký mặc định 30 dấu rồi, đúng không? Bạn có thể chờ thêm vài tháng nữa, thêm một đợt nữa, thêm khoảng tầm một thời gian nữa để cho thế thêm cái gì đấy. Vì các bạn bây giờ mình không biết là random nữa bao nhiêu để mà nói, đúng không? Nhưng tuy nhiên bạn cố gắng bạn chờ thêm một con dấu nữa. Tức là bạn sẽ đi tắt là hai con dấu kết hợp với 4 dấu của Zoro lên 6 dấu thì bạn lên thẳng Bebeme luôn ý. Thì lấy bạn nhảy cóc luôn 29 lên con Big Mom luôn cũng được, đúng không? Hoặc là bạn nào chơi trội thì giàu có như ngày xưa anh Gru anh hay chơi thì mua hộp chay lấy dấu thì chơi kiểu đấy thì ngầu quá, đúng không? Thì đấy thì các bạn lên được cả Big Mom. Nói chung là nick này ý, cơ bản ấy là gần kịp meta rồi. Thế vấn đề câu chuyện bây giờ thì cần người đầu tư tiếp, nạp đều vào nữa để lên kịp meta là xong. Còn không kịp meta thì với mặt bằng server mới vẫn rất là mạnh thôi. Nhưng quan trọng nhất là các bạn máu chơi thì các bạn chiến lên. Còn không thì mua về chơi bình thường thì cũng khá là mạnh rồi. Đấy, kiểu như vậy. Nên thì giao không hoàn toàn thể lên được nhé. Còn nếu bạn nào đam mê quá vẫn thích lên Zoro thì tùy các bạn thôi. Lên thì cũng lên được, nhưng quan trọng điều là lên xong mình thấy cảm giác không có lợi thì tư vấn một chút xíu như vậy. Là có thể mình sẽ nhảy tắt lên kinh tế nhất và khả thi nhất và nhanh nhất ấy thì sẽ là con Ino. Tại vì lên con Zoro nó rất là phí haki linh tinh mà giá trị sử dụng nó không cao thì lên con Ino. Sau đó đợt sau lên con Bebeme, xong đợt sau nữa thì lên tiếp con Big Mom. Tại vì cái chuỗi sự kiện bao gồm có mùng 2/9 này, xong đến mùng 2/9 là đến gì nhỉ? Mùng 2/9 đến sinh nhật game à. Ở mùng 2/9 sinh nhật game rất là gần nhau đúng không? Thì con Ino mình có thể lên trước đợt mùng 2/9, thì đến 2/9 mình lên con Bebeme, xong đợt sinh nhật game lên nốt con Big Mom là xong. Đấy lên kiểu vậy thì đỡ áp lực con dấu hơn. Và khi bạn lên kịp meta con Big Mom rồi đúng không? Thì lúc đấy tự nhiên mọi thứ nó nhẹ nhàng, bạn hoàn toàn có thể không phải lo có thể con dấu nữa, lấy bạn thể tập trung lấy tài nguyên lấy những thứ khác đúng không? Và không phải áp lực con dấu nữa. Thì đây chia sẻ một chút cái chỗ vận dụng cái hộp nhé. Còn tất nhiên là cái quyết định đấy thuộc về ông nào mua nick này về. Ông thích lên con gì ông lên thôi, đúng không? Chẳng qua nói cái nó cái lợi thế như thế, còn bạn chọn cái giải pháp nào ấy nó tùy vào cái người sẽ mua cái nick này về nhé. Thì ta tôn trọng quyết định của người nạp tiền vào. Còn đây mình chỉ gợi ý cái định hướng của nick này như thế thôi. Tiếp tục là xem tiếp còn gì không nhỉ? Ở đây tiếp tục ở đây nó có sẵn mấy cái túi này thì cái nào thẻ đều cho túi này thì bạn chọn tiếp thời trang của Yamato, đúng không? Tại vì con thời trang cao nhất là đây thời trang King rồi, thì cái cao nhì Yamato chọn Yamato thôi, kiểu vậy. Bao giờ đủ thì lắc cho Yamato dùng là xong. Khi bạn lấy Ino về thì mình đang định hướng là Ino sẽ hồi sinh Yamato đấy, mình không gặp cái tình trạng Yamato không được hồi sinh nữa, đúng không? Ngoài ra vấn đề hồi sinh nữa, bạn thẳng thắn thể lên cái đồ phổ của main. Tại vì hiện tại đây đồ phổ của main hiện tại đây đang có sẵn ở đây là có bao nhiêu rồi? Ở đây đang có là số phía sau hay sao? Để xem phía sau tí đã. Nhìn sót thế sao? Từ tìm đã. Có vật phẩm ở đây có sẵn à? Có sẵn bạn cái thạch thần bí nhé. Cái đồ phổ hồi sinh nó cần cái thạch thần bí này. Cái thứ hai cái sách đồ phổ ở đây nó có sẵn 80 thì sao? Không biết là bay chỗ nào. Nhiều khi mắt kém quá nhìn không thấy đâu. Chờ tí đi tìm đã. Nhiều quá không nhìn thấy. Đâu nhỉ? Nó có cái vật phẩm sẵn rồi không biết vứt đâu rồi. Thôi để ấn vào cái chỗ này cho tìm nó nhanh. Trung tâm đổi quà này, ấn vào cái chỗ đồ phổ này. Đây, có sẵn 80 nhé, ở chỗ nào đó trong túi đồ mà mắt mình kém không nhìn thấy nhé. Thì 80 không? Mà bây giờ để lên cái đồ phổ thế hệ thứ 2 ấy, nó cần thạch thần bí đủ rồi này. Nó cần 100, giờ thiếu 20. Thì khi bạn tiêu vàng ấy, nó có một số cái mốc cao cao thì nó sẽ cho bạn, mốc đấy cũng dễ đạt được thôi. Và sẽ tiêu được thêm một tí cái mảnh đây. Ngoài ra nữa ở đây mình thấy là đợt này thêm cả nhật ký nữa, nên chắc chắn bạn sẽ đủ được cái đấy, quan trọng bạn lên hay không thôi. Đấy, nhật ký nó sẽ cho này. Đây, nó cho này tổng cộng nó sẽ được 15 một cái nhật ký thôi. Nói chung là kiểu gì bạn sẽ đủ 100. Nên thành ra chắc chắn bạn sẽ được. Vì cái khó ở cái chỗ thạch thần bí là cái đấy đã giải quyết rồi vì phải tiêu nhiều vàng. Còn cái sách này tiêu rất ít vàng,
Không thì bạn mua nhật ký sẽ có đây mua sẵn cho bạn tuần đầu rồi, cái tháng đầu tiên là mua sẵn rồi đấy, thì bạn chắc chắn sẽ đủ được, bạn lên được. Còn mỗi cái là phải chờ nguyên liệu nâng level 7, kích hoạt cái thuộc tính hồi sinh thôi. Đây là ra bây giờ hiện tại với đội hình hiện tại nhé, tương lai mình chưa biết nhé, thì có hai cách để hồi sinh Yamato. Một là bạn lên cái đồ phổ đấy và chờ đủ nguyên liệu và nâng cấp lên hồi sinh từ đồ phổ đấy để hồi sinh cái Yamato, và lúc đấy nhiều khả năng phải chọn cái đồ phổ hồi sinh cho độ khí cao nhất, tại vì Yamato trái quỷ nó có tăng độ nhiều thì bạn dễ dàng để căn nó theo độ khí cao nhất được. Còn con lo đang hồi sinh ra thuộc tính cao nhất cho con king rồi, chơi vậy là dễ nhất. Còn các cách thứ hai là bạn chờ tích đủ nguyên liệu lên con Dino, thì con Dino sẽ hồi sinh con Dam có con cứ nhớ có ma công thiên phú cao nhất, thì đấy chắc chắn là con Yamato ma công thiên phú cao nhất trong cái team này rồi, thì đấy sẽ hồi sinh Yamato luôn đấy. Còn con lo sẽ hồi sinh con king rồi. Đây là hai cách để bạn xử lý thôi. Và khi bạn có được con Ino về và thay vị trí của con Oden đi, đúng không? Từ vậy thì bạn sẽ full team được luôn. Còn nếu bạn dùng đồ phổ hồi sinh thì bạn giữ Oden được và chơi vậy mà không phải chờ con Ino. Đấy có hai giải pháp như thế. Ngoài ra còn nhiều cách khác nữa, nhưng mà tuy nhiên là hai cách đấy là hai cách cảm giác khả thi nhất, thì bạn chọn cách nào cũng được. Đấy. Còn nên con main hiện tại đây đang lên cái đồ phổ cao nhất rồi nhé. Thì bạn thích được không bạn chơi đồ phổ cao nhất đấy hiệu ứng cũng được. Chẳng qua dạo này siêu tướng nó đánh chết con main nhanh quá, thì có lẽ lấy hồi sinh vậy tiện hơn. Còn không thì rẻ lấy cái ám sinh thiên để chết nó phá giới hạn máu cũng được. Đấy tùy. Đấy các bạn tùy cơ ứng biến nhé. Mình có trong một số cái gợi ý cho bạn thôi. Tiếp tục có cái gì nữa không nhỉ? Ở đây có nhiều cái muốn nói mà thực ra cũng không, tại các bạn là toàn cái ngày nào chơi luôn ngày đấy cũng không biết hình dung bây giờ phải nói thế nào. Xem có cái gì nhớ ra cái gì không chỉ các bạn chút xíu. Còn lại các bạn mua về các bạn mò mẫm làm tiếp thôi. Mấy cái linh tinh đấy không có gì rồi. Lực thì nói chung cứ tích lên thôi nhé. Lực thì chả vấn đề gì. À cái báu vật ở đây hiện tại đang thiếu một chút xíu nhé. Cái báu vật này hiện tại do nó hết sự kiện đặc biệt rồi. Mà chắc chắn là từ giờ sự kiện đặc biệt tiếp theo còn rất là xa. Nên các bạn cố gắng vào trong cái chỗ chiến cuối này. Bạn đi đánh cái chiến cuối cho mình nhé. Sau bạn đổi tiếp cái đổi tiếp cho chỗ chiến cuối. Thì nó sẽ có chỗ này cho mình đổi cái báu vật đây. Đây chỗ này sẽ cho mình đổi cái đây báu này đấy. Thì mỗi tuần bạn chăm chỉ đánh hết cái này mắc điểm đi, sau bạn đổi ví dụ này hôm nay chưa đánh không, chưa đánh đánh đi một tí xíu này đấy, đánh được cái điểm này này đúng không, bạn thích nhanh bạn x2 lên, còn không thì bạn để thường x2 tốn không, hơi tốn vàng tí xíu thì cũng chẳng cần x2, đánh từ từ đi. Thì nó đủ cái mảnh này lấy cái điểm này, bạn đổi cái mảnh đấy thì một tuần được khoảng tầm 5-10 mảnh như đấy, thì bạn cứ đổi dần nó sẽ đủ 100 mảnh thôi. Ở đây mình đang có sẵn ở đây là bao nhiêu nhỉ, mình đang có sẵn ở đây là trang bên thì sao đâu, thì trang trước đây 74 mảnh đúng không, thì thiếu có chút mảnh nữa thôi, thì đấy bạn đổi nốt vào do nó đủ 100 mảnh được, thì thiếu con chưa đầy khoảng tầm 74 và cho 75 đi, thiếu khoảng tầm 25-26 mảnh đấy, thì 26 mảnh thì cứ đi cái này 1-2 tuần vài tuần là đủ ấy mà đấy, thì bạn đủ cái đấy là ghép lên thôi, thì đấy là sẽ đủ được cái này với một báu có sẵn để thêm hai báu nữa, thì bạn thay nốt vào cái báu ở chỗ này cho mình, chỗ báu chỗ này thì mình đã để chỗ nào con Oden hay sao nhỉ, đúng rồi Oden này, và thay nốt hai cái báu này đi là được, sau bạn chuyển dòng lên là xong đấy, nếu bạn lười tẩy chuyển dòng từ hai báu này lên là xong đấy, và kích hoạt được cái set này đấy, để chỗ báu vật chỉ có vậy thôi. Ngoài ra nữa hôm nay vô địch được cái vương giải chiến thì mình sẽ nhận thêm được cái báu vật chỗ quà vương giải chiến này, vào đây nhận quà nhé, chỗ bên này nhận rồi đúng không, như mùa này vô địch cả trong server lẫn liên server nhé, thì cho cái quà đây cho mình mảnh thì mình sẽ được thêm là hai cái báu nữa, à một cái báu trước và một cái báu nữa, mình chờ trong tổ đội chiến đây, chỗ này xuống dưới này nhận quà này. Đấy cái báu là dư 90 mảnh thôi. Thì tới sau sự kiện vương giải chiến là tổ đội chiến thì đi cùng với team mạnh nhất trong server nên chắc chắn sẽ kiếm được mảnh thôi. Thì đấy bạn sẽ kiếm nốt ít nhất tối thiểu được 10 mảnh chắc chắn là có. Đấy nên bạn sẽ đạt được ở đây mức độ là hai cái báu nữa. Tất nhiên là hai báu hơi lẻ xét thì chưa dùng vội. Nhưng mà nói chung là sẽ kiếm thêm hai báu vật nữa. Còn nick này hiện tại cho bạn có sẵn ở đây là một cái set báu 190 cho con king rồi. Tất nhiên chưa tẩy xong nhé, tẩy thêm thì bạn phải tẩy thêm. Ở đây sẽ có sẵn một set cho con king set 190, một set cho Yamato 190 rồi, đúng không? Thì dần dần mình kiếm dần set tiếp theo thôi, và một set 170 trong tương lai sẽ kiếm nốt được hai báu để lấy một set 170 cho con này. Và bên cạnh đó còn con lo ở đây thì đang dùng set 160 thôi, và con main thì đang dùng set chắp vá tí xíu. Thôi vì sao bạn kiếm báu dần nữa, ít nhất mình kiếm cho bạn thêm được hai cái báu 190 thông qua việc vô địch rồi nhé. Với vượt qua vòng loại của cái tổ đội chiến là sẽ được thêm hai báu, đúng không? Được hai báu. Còn lại về sau nhiều hơn không thì có nạp thẻ đều, sẽ có tuần nạp thẻ cho luôn một cái báu. Nên từ từ bạn sẽ đủ tiếp được set tiếp theo thôi. Còn trước mắt là có hai set 190 rồi. Tiếp tục để mò mẫm tiếp xem có cái gì nhắc không nhỉ? Mấy cái linh tinh ở đây là thêm cái cờ dùng luôn đi. Sang tiếp phía sau ở đây chưa có gì lắm không? Mấy cái cờ mở luôn đi. Báu vật mình chưa chọn vội thứ nhé, mình chờ nhiều tí đủ set để chọn. Hôm đấy không biết còn chơi hay không, lấy chủ mới rồi. Hôm nay có thêm ít berry để đào đi, tí nâng nốt cái viên con lo lên thêm tí cho bán cho hoành tráng, bán cho thái nó mạnh mạnh tí.
Nhấn nốt cái viền con lò lên đi cho nó trọn vẹn. Hơn tỷ berry chắc là đủ đấy. Đào nhiều nhiều chút xíu, mình cần hơn 10 triệu kinh nghiệm. Đủ đấy, chỗ này đủ đấy. Này quy đổi sinh viên kinh nghiệm nhé. Nhiều viên quá là quy đổi hơi lâu một chút xíu. Đấy, xong rồi bây giờ mình dung hợp tiếp vào viên lo này. Còn thêm kinh nghiệm rồi. Vẫn thiếu một chút xíu, đào thêm tí nữa được. Nick này vẫn đang muốn lấy quả tên lửa nhé, nên lưu ý các bạn chút xíu, phải giúp mà bạn cân đối tài nguyên chút xíu, đang định tích để lấy quả tên lửa. Các bạn chưa chốt lấy mùa nào đó. Ok, lên 15 rồi lôi ra chuyển đổi nhé. Rồi, quy đổi bảo thạch này, chuyển sang viên thần thạch bậc 2 này. Ở đây đợt này mình đã chuẩn bị bạn khá nhiều cái hoàng kim bảo thạch này nhé. Nên các bạn chỉ cần giản là nâng đủ level 15 thì chuyển sang bậc 2, có sẵn thần thạch cái thứ rồi. Nếu có cái là nâng cái level hơi lâu một tí, phải nạp thẻ cái berry cái thứ thôi. Cái viên này chắc là tẩy sơ sơ tí xíu thôi. Ở đây hiện tại thì vật phẩm không biết còn nhiều không. Cái dòng trí lực này đây, để auto 8.000 lần thì auto nhẹ nhẹ tí xíu đi. Ô đầu tiên thì vẫn chọn là sinh mệnh ấy. Ô thứ hai thì chọn là cũng sinh mệnh nốt đi. Ô thứ ba thì chọn là trí lực. Ô thứ tư thì phần trăm trí lực. Thứ năm phần trăm trí lực. Thứ sáu tương tự, thứ bảy tương tự. Số sao chọn nhẹ nhẹ nhé. Chọn cao quá sợ tẩy hơi lâu. Thôi sao mà nào ấy rảnh thì tẩy nốt lên max sau. Tẩy tương đối chút xíu. Như vậy hiện tại đây mình đã lên đủ cho các bạn ở đây là hai con tướng ma công đều có thần thạch bậc 2 rồi. Về ma công rồi. Con tướng vật công có sẵn một viên rồi, thì sau có Ino chuyển sang là xong. Ở đây có sẵn hai viên cho tuyệt chiêu đấy. Nói chung là gần như là đủ thần thạch cho từng tướng một rồi nhé. Giờ chờ tí tẩy sơ sơ tí xíu là chốt là được. Thì sẽ tua qua là tẩy thêm chút xíu nhé. Đấy, tẩy tương đối chút nhé, thì nhận. Cái này như đang ấy, à, hết đá cái chỗ cuối nhé. Ô cuối đấy tạm phải hết đá. Ô này hết đá à? Thôi dùng tạm một tí vậy. Phải phè tí về sau có thời điều kiện thời gian tẩy lại sau nhé. Để vứt cho con lo chút xíu này. Đây là 7-8 triệu được chiến nữa. Còn cái gì nữa không nhỉ? Cái việc nghiên cứu thông thả nâng mắc dần dần nhé. Nhưng mà chắc phải chờ đợt nào xả lực tiếp. Tại vì thường thường cái chiến tích nó kiếm hơi lâu.
Còn lại lực thì đang tích để tràn, cái này cố tình để tràn để tích cho sự kiện đặc biệt nhé, vì mắc cấp rồi mà. Tiếp tục là còn cái gì không nhỉ? Nhật ký thì làm hết rồi. Nhật ký thì cứ tuần nào ngày nào làm ngày đấy. Trong lúc chờ có nick mới thế này, cái nick này được cái là vẫn được chăm đều, đến khi nào có chủ mới thì thôi nhé. Còn chủ mới người ta cần mình thì mình chăm tiếp, còn không thì mình giao cho người ta thôi. Nói chung là nhiệm vụ của mình là chăm đến khi nào bán được nick. Còn nên thành ra bán được nick sớm thì mình thôi sớm, còn nếu người ta cần thì lại làm tiếp, nên là tùy nhé. Ngoài ra nữa ở đây thì Gen Line, ở đây cái nick này nó có đi Gen Line thì mình đang cho đi cùng với nick của bên S59. Nhưng tuy nhiên là nếu mình bán nick đi ấy, mà nếu chủ nick người ta có thể tự xử lý được, có thể tự thuê người khác hoặc là có nick nick nào sẵn để tự kéo ấy thì thôi mình không can dự vào. Còn nếu trường hợp mà cần mình kéo thì lại phải đưa nick cho mình để mình xử lý nhé. Tại vì giờ mình cũng không biết giờ giấc nào, tại vì giờ cũng không biết ai sẽ là mua nick người ta có cần mình hay không ấy thì tùy nhé. Còn hiện tại mình đang đi cho nick này là cái map này, đang đi tầm cái map đỉnh núi Whiskey này, đi cùng với nick của S59. Ngày xưa đi cái map dưới này để lấy thiên về thiên về cái điểm Wano. Nhưng bây giờ này đang đi lên map này đi lấy thiên tí cái vật liệu nguyên nhân những Uta với cái cờ, lấy cái mảnh cờ để tăng chỉ số. Nên thành ra mình đang đi kiểu này. Đấy, còn nếu mà các bạn nào mua nick về có team sẵn rồi hay có người thuê thứ tinh tinh rồi thôi mình không can dự vào. Còn nếu mà vẫn cần mình kéo cái này thì phải đưa nick cho mình để mình xử lý. Thế đấy mình không biết mình đánh lúc mấy giờ mà. Thế cứ tiện đường mình cầm nick để mình xử lý thôi. Đấy thì đang giải quyết như vậy. Còn bình thường mình vẫn đang đi nick này cái Gen Line đều nên bạn thấy cái tốc độ lên thứ nó cũng nhanh thì các bạn phải được kéo đều. Chứ còn server mới không ai kéo chả đánh được đâu. Tiếp tục là xem còn gì không nhỉ, mình đang cố gắng nhớ còn gì sót không không. Thì nó thực ra là bản chất ấy, bạn nào muốn tìm hiểu kỹ nick này và xem series bạn sẽ biết rồi đúng không. Ở đây chúng ta mình cho người xem thêm tí xem trong kho có gì ngon ngon không nè. Chắc là cũng hết rồi, tại cái gì ngon thì mình dùng gần hết rồi. Bây giờ chỉ về nạp tiếp và chơi tiếp thôi chứ còn cái khác không có gì. Ở đây cái túi này thì quy đổi ra xu nhé. Hiện tại nếu mà lầy lội, giả sử nhé, mình giả sử nick này lên Ino nhé, con Batman tạm thời cứ bỏ qua đi, giả sử Ino đi, để cho nó có một đam vật công, một đam tùy chiêu, một đam ma công, giả sử vậy nhé. Thì hiện tại được cơ bản bây giờ ấy, thì để con lên con Ino ấy, là về cơ bản là con dấu mình tính bạn xem đấy, thông qua Zoro và mua cái nhật ký hành trình đều, rồi thì bạn sẽ và random một chút xuống cái túi random. Thì như vậy thì bạn sẽ có ít nhất được một con dấu bên ngoài và bốn con dấu từ Zoro. Như vậy sẽ có là 5 con dấu lên con Ino dấu là xong nhé. Cái thứ hai là shop Wano kết hợp với shop cây Akma là sẽ đủ được cái đinh ba của con Ino nhé. Có hai hộp này nó sẽ hai hộp 35 này rồi thì coi như lấy được vật phẩm đặc biệt của con Ino nhé. Bây giờ còn mỗi cái thứ cuối cùng là xu, mình xem đủ xu luôn chưa nhé. Ở đây mình xem là hiện tại xu cần bao nhiêu xu này, mình giả sử vậy thôi chứ còn mình không biết các bạn chơi kiểu gì đâu. Con Ino ở đây sẽ tiêu tốn của mình chỗ nào nhỉ? Đây, chỗ này sẽ tiêu tốn của mình là 10.000 xu. 10.000 xu ở đây hiện tại có sẵn một số túi này này. Ở đây có sẵn một túi này là 350. Và để lấy máy tính ra cộng cho dễ đi. Mình xem có gần đủ xu chưa, chắc chắn bạn lấy mà phải nạp tiếp mà. Nên là cũng không tả nữa. Còn nếu bạn chơi kiểu lầy cày chay ấy, thì vẫn sẽ đủ được. Nhưng mà sẽ rất là lâu đúng không? Phải nạp thêm tí mới nhanh được. Tại những cái nguyên liệu như kiểu nguyên liệu lên lệnh triệu tập ấy, có thể kiếm được free mà, nhưng mà sẽ lâu lắm. Nạp được nó nhanh hơn. Đây ví dụ ở đây là này là 350 này. Thực ra mở luôn ra cũng được, tôi cứ tính dạng này đi. Cộng với 250 này, cộng tiếp bên này nữa là 200 này. Cộng tiếp dưới này nữa là đây là 150 này. Cộng tiếp phía dưới này tiếp là 100 này, đúng không? Như vậy chỗ này nguyên chỗ này là 1050 xu. 1050 xu cộng với xu có sẵn bên ngoài đây là cộng với lại 5853 xu đúng không? Thì tổng hiện tại có 6900 xu, thì 6903 gọi cho là 7000. Thiếu khoảng tầm 3.000 xu thì bạn chọn cái tuần nào. Đây chỗ này có sẵn cái này này, đây có sẵn cái túi này, túi này lôi ra chọn cái mảnh thanh kiếm này, cái này sẽ đổi được xu nhé. Đây lấy cái túi này ra nhé, sau mình dùng chọn sang cái thanh Abakiri. Đây chọn cái thanh này cho mình này. Cái túi này có tuần nó có tuần không nhé, thì nói chung là các bạn cứ chơi đều đều cả tháng có sẽ có tuần nó có đấy, thì bạn cứ ghế từ từ đủ mảnh thì được. Đây chọn tiếp cái thanh này cho mình nhé. Thì một cái thanh này ứng với 3.000 xu thì xem đủ chưa, hình như thiếu mất vài mảnh thì phải. Đâu nhỉ, lại nhìn sót thì sao, vừa ghép xong không biết bay đâu. Ở đây 91 này, tức là thiếu khoảng 10 mảnh, tức là sẽ ứng một cái phản hồi nữa, nó nằm ở cái mốc không phải mốc mắc đâu. Như vậy thì nếu bạn nào chơi kiểu kinh tế một chút xíu và muốn đủ xu ấy thì bạn chọn cái tuần nào phản hồi cho cái mốc này, chắc là mốc khoảng tầm 500 vàng hay là 1.000.000 vàng đấy, không nhớ chính xác lắm. Nó sẽ cho mình khoảng tầm 5 túi đấy, thì chắc chắn sẽ đủ một thanh này. Xong rồi vào trung tâm đổi quà cho mình, bạn đổi cho mình cái xu ở đây, chỗ bên này sang bên này. Đây
một cái thanh này ứng với đây túi này 3.000 xu nhé là đủ không? Thì hiện tại nó có khoảng tầm 7.000 xu rồi, với 3.000 xu này coi như 10.000 xu coi như đủ xu Ino nhé. Đấy, và đằng nào vẫn phải nạp tiếp vào đấy nguyên liệu lên siêu tướng thôi. Đây mình chụp vấn đề như vậy. Còn đây mình nói là lầy lội, đây tức là lầy lội làm sao? Tức là có thể bạn sẽ lầy lội theo kiểu là bạn kiểu xác định không nạp quá nhiều, bạn lầy lội theo kiểu là bạn sẽ chờ đủ con dấu không thông qua con Zoro, tức là bạn sẽ để nguyên là ba con dấu của con King, đó bạn chờ bao giờ đủ năm đồng thứ tinh tinh với mua nhật ký tinh tinh đủ được hai con dấu nữa thì bạn mới lên. Nếu bạn chơi lầy lội kiểu đấy thì bạn sẽ tiết kiệm được cái này, nhưng rất nhiều sẽ lâu nhé. Đây chỉ áp dụng cho một trường hợp bạn kinh tế yếu quá mà bạn không muốn lên Ino thì bạn chơi kiểu này đấy, thì ra bên này chơi thì bạn sẽ chờ bao giờ đủ cái này. Nhưng mà thực ra nếu chơi kiểu đấy thì chỉ lo mỗi xu nhỉ. Tại vì nếu lúc đấy chơi kiểu đấy thì cái này dư quá nhiều cờ đổi sang chắc chắn đủ la bàn. Đấy. Thì một đấy là bạn thích chơi nhanh ấy thì bạn phải nạp nhiều để làm sao? Tại vì khi bạn dùng cái lượng nguyên liệu là la bàn này, vi cạc này với cờ này lên con Zoro để lấy dấu lên Ino cho nhanh ấy thì mặc định bạn sẽ tiêu hết lượng nguyên liệu rồi. Bạn bắt buộc phải nạp tiếp để bạn có thêm nguyên liệu để bạn có thể lên tiếp được con Ino chỗ này, vì nó sẽ cần tiếp chỗ này lấy cái trá quỷ Goru mà, đúng không? Nên thì ra bạn hai sự lựa chọn vậy. Còn nếu bạn chơi kiểu lầy lội, chờ đủ dấu bắt đầu mới lên mà không cần không lên qua Zoro ấy thì bạn lại không cần tốn công nạp mắc làm gì cả. Và đấy bạn chỉ cần chơi nạp nhẹ nhẹ cho mình một tí xíu thôi. Xong về sau để bao giờ bạn đủ con dấu phát bạn lên luôn rồi xong rồi đủ luôn. Đấy, thì có hai trường hợp vậy. Thì cái cách chờ lâu ấy nó rẻ hơn, còn cách chơi nhanh thì nó tốn hơn và tùy bạn lựa chọn thôi. Tại vì không biết là người mua nick này có đầu tư hoành tráng hay không, đúng không? Đấy, thì mình chia sẻ một chút như vậy. Nói chung là nói lanh quanh nãy giờ thì nói chung tinh thần chung là thế. Nói chung là nick chỉ có rất nhiều cái muốn làm. Thì nói chung là các bạn tùy cơ ứng biến thôi. Còn lại mình thì cũng đã cố gắng hỗ trợ các bạn hết cỡ rồi. Tức là những cái gì mình nhớ ra được, mình đang định hướng cho nick này ấy, thì mình chia sẻ các bạn như vậy, đúng không? Còn định hướng nick này chắc chắn là mình định hướng để lên kịp meta sớm nhất có thể rồi. Đấy, thì nói chung là nếu nhịn nhục được một chút xíu ấy thì 2 tháng 9 lên con Batman, xong rồi sinh nhật game lên con Big Mom là kịp meta, đúng không? Còn nếu mà nếu mà nhịn nhục một chút xíu ấy thì đợt 2 tháng 9 ấy là lên cả Big Mom với lại Batman. Nhưng mà không phải lên ngay lập tức cho sự kiện đó, mà đợt 2 tháng 9 ấy bạn lấy cái hộp lấy sẵn 70 hộp, giống như đợt này có sẵn 70 hộp này, giờ bạn lấy sẵn hộp, sau đó bạn chờ bao giờ đủ dấu bạn lên thì đấy bạn sẽ được hai con siêu tướng luôn, nhưng sẽ không lên được ngay lập tức đâu, vì chắc chắn từ giờ lúc đấy chưa chắc bạn đã đủ được dấu để lên con Batman sớm đâu, có thể phải qua sự kiện một chút xíu mới đủ được. Đấy, thì bạn có thể chơi lầy vậy, thì mùng 2 tháng 9 qua đợt sự kiện mùng 2 tháng 9 một chút thì bạn sẽ đủ được cả hai siêu tướng là Big Mom với Batman, nhưng đòi hỏi phải nạp rất là đều để đủ nguyên liệu lên được hai con đấy. Còn nếu còn không trường hợp hay kinh tế hơn chút xíu ấy thì bạn lên con Ino trước, xong rồi lên con Ben trong đợt 2/9, xong rồi đến đợt sinh nhật game bạn lên nốt Ben Big Mom. Đấy, có hai trường hợp cho bạn xử lý vậy. Ngoài ra bạn thích chơi kiểu nào thì bạn chơi, nhưng đấy là nghĩ là hai trường hợp là khả thi nhất, đúng không? Và nếu bạn tận dụng được chỗ con Zoro để lên đi tắt dấu là ngon nhất, còn nếu không tận dụng được vì kiểu nghèo quá mình chỉ muốn lên con trải nghiệm thôi thì chấp nhận vậy. Còn đây là server mới nên dù bạn bây giờ nói thật là bạn nào mua cái nick này về ấy, thì bạn nếu bạn không đầu tư được thì bạn đứng top 2. Còn nếu bạn đầu tư được thì bạn cố gắng lên giữ top 1, nó chỉ có vậy thôi. Chứ còn server mới nó chả ai nạp nhiều như vậy đâu. Bây giờ nick này không nạp nữa thì top 3 chắc cũng chả đuổi được đâu. Để thường các server như thế. Còn biết đâu mình nói xong người ta nạp lên thì không biết, nhưng mà thường thường là như thế, thường thường là nó phân hạng rồi. Bây giờ chỉ có top 1, top 2 đọ nhau thôi, xem ai mạnh hơn ai thôi. Chứ còn đa số top 3 là ao trình rồi. Tại vì người ta gần như không có siêu tướng, đúng không? Còn nick này nick là có tiềm năng rất tốt để mình hy vọng xem ai đó mua nick này về để đầu tư tiếp lên cho nhanh. Mình mong vậy thôi, còn các bạn có thuê mình hay không mình không quan tâm. Tại vì lúc đấy mình không quay nick này ấy, mình quay nick khác. Chủ nick bảo có gì bán thì kiếm người về cho anh quay content tiếp cho thoải mái. Nếu không sợ em dạo này kinh tế nó cứ lúc nạp lúc không thì sợ anh khó quay. Nhưng mà tuy nhiên mình chia sẻ thẳng với bạn ấy luôn là thực ra chắc gì cái người mua về đã cho mình quay đâu, đúng không? Người mua về hoàn toàn có thể không cho mình quay, miễn sao người ta mua nick cho bạn để hỗ trợ bạn kinh tế là được. Đấy, thì như vậy thì có bán nick cho bạn thôi. Chứ còn cái việc quay video các bạn đừng có lo, tại vì mình không quay 175 thì mình sẽ quay server khác, đúng không? Ngày xưa bạn nhớ không? Khi mình đang quay thịnh vượng S59 nick Gru Tuệ Minh thì về sau đó anh ấy nghỉ game, thì lúc anh ấy nghỉ game lúc S175 xuất hiện, không bạn ấy quay đây, thì đến lúc bạn chuẩn bị nghỉ game này thì lại S85 xuất hiện. Nên nói chung là lúc nào mình sẽ luôn có ai đó ủng hộ mình để mình quay video thôi. Nên là ra vấn đề các bạn không phải lo câu chuyện là anh mình không có gì để quay content, mà quan trọng nhất là bây giờ bạn chủ nick phải xác định rõ tâm lý này, em có thực sự muốn bán hay không, tại vì bạn đã đầu tư rất nhiều vào nick này, đã chơi một thời gian cũng tương đối dài, nên vậy thì bạn có sẵn sàng bán hay không. Nếu bạn xác định là muốn bán thì bạn bán thôi, còn người mới người ta mua về người ta chơi tiếp vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Còn nếu tiếc thì đừng có bán, còn nếu mà không tiếc thì bán đi cho người mới vào người ta chơi đỡ áp lực. Chứ nhiều khi giờ cứ cố vậy thì cố biết bao giờ, đúng không? Thì nhiều khi cho người mới vào chơi người ta kinh tế nó cứng nên xử lý luôn cho nhanh. Đấy, thì một số cái chia sẻ các bạn như vậy thôi. Và thôi, thực ra thì giờ nói rất là mệt rồi, mình cũng chả biết nói tiếp cái gì cả.
Thì nói chung tinh thần chung như thế là mình tóm lại một chút xíu đấy, là Knicks đang ở trên đỉnh cao, đúng không? Đỉnh cao với server mới rồi, server cũ không so vào đâu, nhưng mà dây so với server mới. Thì nói chung là giá mong muốn là 20 triệu, có thể fix cho bạn nào thiện chí. Thì bạn nào có nhu cầu mua Knicks này, thương lượng giá cả hay là check thêm cái gì thì inbox qua Facebook của mình phần mô tả video để mình có mình bán Knicks này đi, đúng không? Còn sau khi bán xong có quay Knicks này tiếp hay không thì tùy vấn đề xem là đầu tiên là có ai mua hay không, cái thứ hai là mua người ta có cho quay hay không, hay người ta có cần mình nữa hay không, kiểu kiểu vậy thôi. Thế tùy nhé. Còn series này có thể đây sẽ là phần cuối, hoặc có thể sẽ còn nhiều phần khác, hoặc không có series này sẽ có series khác, nên các bạn thoải mái nhé. Còn giờ mình kết thúc video ở đây thôi. Đấy, hy vọng bạn nào mua Knicks thì inbox cho mình sớm để ta triển khai Knicks tiếp luôn cho nó mạnh. Đấy, để mình quay video trong đêm luôn để đăng sớm luôn, để triển khai cho sớm thôi. Còn bây giờ kết thúc video ở đây. Bạn nào chưa like, like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Một series này nói chung là cũng tương đối rồi. Thì chúc các bạn một cái buổi tối vui vẻ. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.